Hello, xin chào các bạn. Nay mình vẽ nhân vật truyền tranh trong đạo Hà Tắc nhé. Là Luffy đánh nhau với Kata Kuri. Bây giờ mình sẽ đi khung trước. Nếu các bạn có yêu thích video của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.
Vậy là mình đã vẽ xong hình Luffy và Kata rồi. Vậy rồi nhé các bạn. Nếu mình có vẽ chỗ nào không đẹp thì các bạn bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cái này mình hầu hết sử dụng chì màu Daily rẻ tiền nhé. Này 18 màu 50k. Nếu các bạn yêu thích video của mình, các bạn nhớ like và đăng ký kênh theo dõi các video của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.